Nè Bình Phước đúng. Dạ. À, Bình Phước nè, cây này mấy năm tuổi anh Thi? Cây này bảy năm. Wow, oh, trái nè. Oh, nè, để em zoom. Wow, quá trời trái nè. Đó. Bình Phước mình làm vẫn làm bơ bút. Sao là không có trái? À, nhưng cái giai đoạn này là nó bị nắm phi tốt đúng không đúng anh? Rồi, đúng rồi. Giờ nào mà anh Thành đủ nếm anh xịt liền. Dạ. Để em tìm mấy cái trái phi tốt, anh lượm em mấy cái trái phi tốt anh. Cái trái giống nãy á, để em quay. À nè, nó rớt hết rồi, em sẽ giúp anh cái chỗ này. Tại vì cái cây bơ bút á là trước khi chín á là cái nó phải tét ra. Trước khi này nó phải tét ra. Đây này, đây đúng rồi, đúng rồi. Nó tét ra xong nó mới lành lại. Mà trong giai đoạn này mà nếu này nó phải tét ra như vậy nè. Đúng rồi. Đó. Mà trong giai đoạn này mà đúng rồi đó là nó bị vậy. Mà nó tét ra mà nếu mà độ sinh trong cây nó không cao anh, ẩm độ cao mà pH thấp là nấm phi tốp nó bập vô đây. Bập đây nông dân phun đã đời rụng hết, bón dưới đất hết. Này. Gần thôi. Hơn bà vợ em có hái anh dòm nè. Anh dòm mới hái nậu cái này không là gần 40 kg rồi. Dạ. Một cái đùm nữa. Ô. Oh. Anh dòm kia kìa. Anh dòm cái đùm đó, anh dòm anh dòm thấy. Ôi giời ơi, trái. Kinh quá. Bà hái đó. Bà vợ tôi hái trái đậu tôi kêu tin bà từ bà hái lật gì đâu. Đúng rồi, nó phải già chứ không thôi là mình sẽ bị mang tiếng là chính vì cái điều này em biết không? Chính là người vì cái điều là người ta không giải quyết được cái nấm phi tóp này nên người ta hái bơ non. Tức là bơ chưa tét mấy cái này ra. Nó phải tét mấy cái này ra. À. Rồi nó mới lành lại thì bơ nó mới già được. Còn không thôi mà hái mà lưng lỉnh như thế này là bơ nước không à. Mà do người ta sợ cái phi tóp này mà buộc ta hái bơ non. Cuối cùng là Việt Nam bị mang tiếng là bơ bốt bút dỗm. Thật sự bơ bút Việt Nam rất là ngon. Ngon cho em. Dạ nhưng mà tại vì người ta không giải quyết được cái bệnh phi tóp này đó, nó phải tét này ra nè anh cho nó lành lại. À. Bà đó. Hả? À. Bà. Ok, rồi cảm ơn anh. Rồi. Hôi của dân rồi đó. Ôi em sẽ ở đây nè. Để cho Bình Phước biết là vẫn làm bơ bút được rất là tốt. Sao là không được? Nha. Trái đại dạy sao là không biết. Dạ. Trái đại dạy sao là không ra. Trái quá trời. Trái hoàng cây gã cây luôn mà. Trái quá trời luôn. Đâu không ra. Nè, anh dòm thấy kinh không? Nhưng mà cái này nếu mà năm nay mà rồi vừa rầu mà hôm Tết. Anh cầm giùm em anh quay một vòng trái ghê luôn anh. Giờ tôi hứa danh dự của anh cho tao nè. Bởi vì nó chờ Nga chủ có được mưa, nó làm Nga phóng tuồng rồi hỏi cháu làm sao mà Nga không thấy mà có lời thằng mưa nó toàn thua bóng. À, bơ bút mà đang ra mưa mà ra bông mà mưa là thua rồi đó anh Thi, là thua rồi đó anh Thi. Mà sao cái này anh giữ được trái này anh Thi? Thì nó có đợt. À. Nó trái quá anh ơi, trái quá trời. Còn được